Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng cả nhà đến với anh Hoa làng Hoa trăm tuổi. Với hai số hotline cực kỳ quen thuộc luôn: 0708999879 hoặc 0767114111. Rồi cả nhà ơi, thì hôm nay chúng em vào tận vườn cỏ để quay cho cả nhà xem về cái mặt cỏ nhung nhật đẹp như thế nào, tơ như thế nào ha, cũng như dễ trồng, dễ chăm sóc và trang trí ở đâu thì đẹp, thì cả nhà đừng rời màn hình, chúng em sẽ quay chi tiết cho cả nhà xem nha. Let's go. Đó cả nhà ơi, hôm nay tụi em vào tận vườn quay cho quý anh chị xem cái quá trình bứng cỏ để giao cho một vị khách ở Đồng Nai nha cả nhà. Đó, cỏ nhung rất là đẹp, tơ nè, dày mà sang xịn nữa nha cả nhà. Đó cả nhà, căn mặt hàng cỏ nhung nhật để trang trí những cái homestay, những cái resort hay hoặc là tiểu cảnh sân vườn của mình thì alo liền trên Hoa Làng Hoa Trăm Tuổi với hai số hotline cực kỳ là quen thuộc luôn: 0708999879 hoặc 0767114111 cả nhà. Wow, thì cỏ nhung nhật ở cả nhà mùa này là tương đối là hay nè, đẹp nè. Bởi vì quý anh chị mình có nhu cầu mình trang trí những cái sân vườn nè, hoặc là mình trang trí những cái khu du lịch nè, khu nghỉ dưỡng nè, thì nhanh tay chốt đơn với chúng em nha. Chúng em sẽ để một cái giá rất là yêu thương luôn. Thì hôm nay tụi em được lọc của một anh khách ở Đồng Nai giao 3.000 mét cỏ nhung nhật. Đó, cỏ hôm nay là đẹp nè, dày nè, dễ trồng, dễ chăm sóc. Và đặc biệt đó cả nhà, mùa này nè cả nhà, cỏ đây rất là hút luôn. Bởi vì quý anh chị nào căng mặt hàng cỏ nhung nhật, nhanh tay điện thoại ngay đến chúng em qua hai số là cực kỳ là quen thuộc luôn: 0708999879 hoặc 0767114111. Đó cả nhà ơi, thì hiện tại là cỏ nhung mùa này khá là đẹp luôn, mình trồng mình trang trí làm tiểu cảnh ở đâu đâu cũng đẹp hết cả nhà. Cái những mét cỏ nhung như thế này một cụm là 1 mét vuông cả nhà, thì cả nhà cần số lượng bao nhiêu thì không cần phải vào tận vườn để coi cỏ như thế nào và cực công, cứ việc ở nhà thôi bóc điện thoại đến anh Hoa qua hai số hotline quen thuộc: 0708999879 hoặc 0767114111 các nhà. Thì shop anh Hoa là 200 tuổi có địa chỉ 150 khóm Tân Hiệp, phường Tân Quy Đông, thành phố Hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, làm với một tiêu chí đó là uy tín và chất lượng trên hàng đầu. Đó, thì ngoài mặt hàng cỏ nhung nhật này ra thì bên mình còn nhận cung cấp những mặt hàng cỏ nào nữa không em? Thì ngoài mặt hàng cỏ nhung nhật mà hôm nay tụi em quay cho cả nhà xem thì tụi em còn cung cấp một số mặt hàng cỏ thăm khác như là cỏ lá rừng ta nè, cỏ lá rừng Thái nè, cỏ xiên chi nè, cỏ đào bọc và một số mặt hàng cây kiển khác nha cả nhà. Wow, rất là tiện lợi đúng không cả nhà? Đến với anh Hoa như đến với một cái siêu thị bách hóa, hàng ngang chủng loại hoa kiển và cỏ thảm các loại luôn. Mình cần những mặt hàng nào cũng có luôn cả nhà. Về mình trồng, mình trang trí và đặc biệt luôn. Thì mấy anh chị nào có nhu cầu muốn thi công trong công trình đó cả nhà, cần với số lượng lớn, giá mềm, giá yêu thương để thi công, kiếm thêm thu nhập cho đời sống của mình thì alo liền cho chúng em. Chúng em sẽ để cho mình cái giá cực kỳ là yêu thương. Và cỏ thì rất là đẹp và dày luôn. Mình chỉ cần mình trải thảm thôi sẽ có một cái không gian xanh cho ngôi nhà của mình một thêm xanh hơn nha cả nhà. Wow, rất là tuyệt vời luôn đúng không cả nhà ơi. Thì con chăn chờ gì nữa mà không liên hệ ngay đến chúng em qua hai số hotline cực kỳ là quen thuộc của anh Hoa luôn: 0708999879 hoặc 0767114111. Rồi cả nhà ơi, thì nãy giờ chúng em cũng đã quay về cái mặt cỏ cho cả nhà xem cũng như là cái quá trình bứng rồi. Thì cả nhà có nhu cầu trang trí hoặc là cung cấp lại hay trồng sân vườn, tất cả các nhu cầu thì cứ liên hệ với anh Hoa qua hai số hotline: 0708999879 hoặc 0767114111. Rồi, cảm ơn cả nhà rất nhiều, hãy nhớ like, đăng ký kênh, tìm và follow cho mình nhé. Xin chào và hẹn lại chia sẻ nữa nha.